Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy cuộc sống mới đây thì chúng tôi đã đề cập tới những bức xúc của người dân 14 xã huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa về dự án nước sạch hơn 400 tỷ chậm trễ thi công. Thậm chí dù là thời tiết nắng ráo nhưng trên công trường lại vẫn không có bất cứ bóng dáng công nhân nào làm việc. Để lý giải những nghịch lý này, phóng viên VTC14 đã tìm gặp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống và chủ đầu tư công trình. Những lời hứa và cam kết được đưa ra, thế nhưng thực tế thì thực hiện đến đâu lại là một vấn đề chưa thể đảm bảo được. Theo kế hoạch, tháng 7 năm 2022, chủ đầu tư dự án nhà máy nước là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Môi trường Việt Nam phải hoàn thành thi công, lắp đặt tuyến ống. Nhưng thực tế trên công trường, phần việc này chưa được thực hiện. Các hạng mục khác cũng trong tình trạng chậm trễ. Lý giải việc không có người làm việc, đại diện chủ đầu tư cho biết do nguyên vật liệu thời gian qua đội giá tăng cao nên tạm thời cho công nhân nghỉ để chờ điều chỉnh. Nguyên vật liệu rồi các thứ mấy hôm nay nó lại tăng cao thì tạm dừng cho nghỉ về lãnh đạo để điều chỉnh cái dự án nó bị đội giá tăng giá lên để điều chỉnh dự án. Thì cũng tiến tới là mục tiêu của công ty là quyết tâm sẽ hoàn thành để cho nhà máy đi vào sử dụng. Nhà máy cũng cam kết với tỉnh là đúng tháng 6 năm 2023 sẽ đưa vào sử dụng để phục vụ người dân. Cố gắng là cuối năm nay thì toàn bộ cái phần xây dựng cơ sở hạ tầng của nhà máy là cũng tương đối xong. Đầu năm thì bắt đầu triển khai toàn bộ cái đường ống cấp nước cho người dân. Ông Tuấn cũng cho biết một số thiết bị phải nhập về từ nước ngoài. Do tình hình dịch COVID-19 kéo dài thời gian qua nên phải có thêm thời gian chờ đợi. Mua cái thiết bị của nước ngoài này nó cũng có thể là mất khoảng mấy tháng thì thiết bị nó mới về tới Việt Nam khoảng 3-4 tháng vậy. Cũng do cái dịch COVID-19 thì ảnh hưởng đến khi mà cái vốn đầu tư thì sau này bây giờ mình khởi động lại thì cũng lại khởi động lại được cái vốn đầu tư đấy, thì vốn đầu tư nó bị chậm thì nó ảnh hưởng đến công trình. Thì bây giờ cũng công ty là lo được cũng nguồn vốn. Thì mà quyết tâm cũng sẽ là hoàn thành được cái nhà máy này trong đúng tiến độ. Trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống cho biết đã nhiều lần phối hợp với các sở ngành có liên quan để đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Thiếu nước sạch để dùng nên đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là các xã Tượng Văn, Trường Giang, Công Liêm, Thăng Bình. Nguồn nước hiện tại bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Theo cái tinh thần của tỉnh thì giao cho Ủy ban huyện là thực hiện cái kiểm tra đôn đốc và phối hợp cùng đơn vị thi công, thì Ủy ban huyện đã tiến hành thành lập đoàn và đã ghi nhận lại các hạng mục công việc mà đơn vị đã thực hiện. Còn vấn đề về nhanh hay chậm này là theo mắt thường, tức là chưa thấy công ty báo cáo để anh em có thể nghiệm thu được cụ thể. Chuyện tinh thần của tỉnh đấy, tỉnh giao cho huyện kiểm tra thì anh em và tôi tiếp tục tham mưu cho ban huyện định kỳ là sẽ tới tổ chức kiểm tra hiện trường công ty, rồi có những giải pháp, rồi đôn đốc phối hợp công ty là tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền của huyện. Chắc chắn là trong quá trình thi công thì tháng 7, tháng 8 là thường là vào mùa mưa, cho nên là đối với lại là ủy ban nhân xã có trách nhiệm là đôn đốc và yêu cầu là chủ đầu tư là phải tăng cường cái nhân lực, kể cả về cái người lao động và máy móc, để yêu cầu là đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm về tháng 7, tháng 8 thì mùa mưa thì các cái vấn đề có liên quan, vấn đề xây dựng là cực kỳ khó khăn. Cho nên là xã cũng sẽ có cái cam kết là thường xuyên báo cáo với huyện, tiến độ với huyện để huyện có cái cương quyết trong vấn đề xử lý, trong vấn đề là chậm trễ. Từ năm 2018 đến nay, chủ đầu tư công trình đã nhiều lần cam kết rồi liên tục thất hứa. Tháng 6 năm 2023 tiếp tục là mốc thời gian cuối được đưa ra để hơn 70.000 người dân thuộc 14 xã của huyện Nông Cống và vùng lân cận có thể được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, nếu không có sự giám sát chặt chẽ và chế tài nghiêm khắc, khó có thể chắc chắn rằng chủ đầu tư sẽ hoàn thành đúng lời hứa đã đưa ra.